Như anh chị nhìn thấy trên màn hình của em thì em đang có rất nhiều phần mềm đúng không ạ? Rất nhiều phần ứng dụng mà em xây dựng. Thì tất cả những cái ứng dụng này thì em đều kích hoạt lên gói core hết anh chị nhé. Đều deploy ở trạng ở gói core hết. Đúng không ạ? Ở trong này thì em có chia sẻ cho rất nhiều user này. Đây. Tài khoản nào, quên app nào của em cũng chia sẻ cho khoảng tầm hơn 80 user, thậm chí bây giờ em có thể chia sẻ nhiều hơn. Và đây anh chị để ý nhé, em chia sẻ cho rất nhiều email ở nhiều dạng khác nhau. Ở đây là vinachi.info này, ở đây là vinachi.vn này, ở đây là vinachi.info này. Tuy nhiên cái tài khoản của em thì chưa hề bị báo lỗi là bị chịu phí anh chị nhé. Và đây đang sử dụng hết là cái gói core của Google Workspace này. Đấy, chưa bị cái cảnh báo nó chấm vàng ở đây là cảnh báo bị gọi là yêu cầu trả phí, đúng không ạ? Chứng tỏ là cái tài khoản này nó đang rất là ok. Dùng nó sẽ không bị khóa. Còn cái cảnh báo này thì nó chỉ cảnh báo là có cái bảng nào đấy mà em đang dùng row number là làm key của bảng thôi. Nó là cái bảng danh sách tỉnh thành này thì em đang dùng row number làm key thôi. Bây giờ em kiểm tra cái tài khoản của em nhé. Đây cái account của em khi mà bấm vào đây này. Ô từ từ. Thì anh chị nhìn thấy nhé, nó không có cảnh báo gì cả đâu. Và em cũng không hề có cái phần trả phí gì hết đúng không? Không có cái phần gọi là nhập mã trả phí hay cái gì cả. Đây này. Đó, phần app info này, tất cả những cái này em đều deploy hết này. Đấy, dưới tài khoản dưới này anh chị cũng nhìn thấy này, sử dụng 90 user trên trên một tháng này. Rồi, các cái phần khác bay info tất cả mọi thứ cũng đều không có gì hết đúng không ạ? Chứng tỏ là em không dùng một cái mã giảm giá hay là trả phí gì cả, nhưng mà ở đây nó đều báo là không bị lỗi gì cả, không bị trả phí. Vậy thì làm thế nào để làm được như thế ấy? Thì em chia sẻ cái cách làm đó là trước đấy thì em sử dụng một cái tài khoản khác ở bên này thì em có tạo app bằng một cái Google Workspace khác, sau đó thì em chuyển cái quyền cho tài khoản ở bên này, tức là chuyển giao app cho tài khoản ở bên chấm info, cái đuôi chấm info, xong rồi em lại chia sẻ cho Google Workspace các cái tài khoản Google Workspace ở bên cái domain bên này, thành ra là cả hai bên thì nó đều là Workspace hết. Thì em cũng không hiểu cái cơ chế nó làm như nào, nhưng mà hiện tại với cái cách này thì em đang sử dụng chia sẻ cho tất cả những cái tài khoản ở trong hai cái domain đấy, nhưng mà hoàn toàn không bị mất phí. Đó, vậy thì có những cái câu hỏi ở đây mà chúng ta có thắc mắc là gì? Thứ nhất đó là làm sao biết được cái tài khoản này nó là có phải Workspace hay không, đúng không? Thì cái này thực ra là em cũng không biết cách check như nào cả, em chỉ là vào AppSheet đấy và thử tạo tài khoản, thử deploy lên xem nó có bị báo lỗi không thôi. Vì bên em thì có rất nhiều domain nhưng mà không phải domain nào thì cũng được nằm trong gói Workspace, bởi vì là trước đó thì mình không mua dạng Workspace ấy, nên là nó không được. Nhưng là bên em có đuôi vinachi.net này, vinachi.online này, nhưng mà những cái domain đấy thì lại không có gói Workspace. Vậy thì yếu tố đầu tiên ấy là chúng ta sẽ phải cả hai cái tài khoản mà chúng ta chia sẻ thì đều sẽ phải là nằm trong được tính là gói Google Workspace anh chị nhé. Thứ hai nữa đó là khi mà chia sẻ thì như em nói đây là em không biết là làm cách khác thì có được không, nhưng với cái cách mà trước em làm thì em chia sẻ cho tài khoản Workspace 1 ở bên Gmail 1, chính là cái chấm vinachi này của em này, đây này chấm vn ấy, sau đó thì em mới bắt đầu mới gọi là chuyển quyền truy cập, chuyển quyền chủ sở hữu sang cho cái mail Workspace thứ hai, chính là cái mail chấm info này của em. Đâu rồi, đâu ta, quản trị info. À, hình như là do em đang mở nên là nó không mấy được đúng không? Ở đây chính là cái em đang mở ở đây. Đây, quản trị chấm info đây. À, vậy thì em thấy là nó giúp cho chúng ta không bị cảnh báo lỗi như này. Thì đây cũng là một cái tip mà em vừa mới phát hiện ra thì anh chị có thể tham khảo nhé. Và nếu ứng dụng được thì nó sẽ càng tốt. Đấy thì với cái chủ đề này thì anh chị có câu hỏi gì không ạ? Đây cũng là một cái mà em vừa mới phát hiện ra thôi. Thì em nghĩ nó cũng rất là hay, thì anh chị có đặt câu hỏi gì ở chỗ này
Rồi nếu như anh chị không còn câu hỏi nào thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm các anh chị khác vào, và đúng giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái lớp học của mình.